Hello anh em, đây là MGN Esports. Sau một thời gian ngắn chờ đợi, hôm nay sẽ là ngày bắt đầu khởi tranh vòng playoff tìm kiếm nhà vô địch VCS tham dự MSI tại Iceland. Và cũng thật đau buồn khi mùa giải này cũng là lần đầu tiên sau hơn 2 năm, Team Flash không thể có mặt tại vòng đấu tranh vị trí hạng nhất. Từ vị thế một đội tuyển hàng đầu, thậm chí là nhà vô địch trong cả năm 2020, nhưng nay Team Flash lại bất ngờ tụt dốc không phanh. Hôm nay, anh em hãy cùng với MGN nhìn lại câu chuyện đầy thăng trầm của một Team Flash từng rất hùng mạnh nhé. Hành trình của Team Flash tại VCS bắt đầu từ mùa xuân năm 2019, khi đó họ mang tên gọi tiền thân là Sky Gaming Đắk Lắk, quân đoàn cộm cán và lừng danh một thời dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Optimus. SGD sau một thời gian khá dài chinh chiến ở đấu trường hạng dưới VCSB, SGD cuối cùng cũng giành được một vé đặt chân vào giải đấu Liên minh huyền thoại danh giá nhất Việt Nam. Dù đi lên từ vòng thăng hạng, SGD lại sở hữu một đội hình vô cùng chất lượng, đủ sức cạnh tranh với mọi đội tuyển hàng đầu, khi đó cho chức vô địch VCS mà game thủ nào cũng hằng mong ước. Trái với mọi dự đoán của các chuyên gia tiên tri, SGD bất ngờ thất bại trước Gam Esports vốn đang rất yếu vào thời điểm đó. Kết quả bạc nhược này khiến họ vốn được kỳ vọng khá nhiều, trở thành một dấu hỏi cực lớn, không có gì là chắc chắn để đảm bảo tương lai cho binh đoàn Autobot Tây Nguyên ở mùa xuân 2019 trước mắt. Nhưng đáp trả lại mọi hoài nghi, Optimus và các đàn em lột xác với một bộ mặt hoàn toàn khác. Đơn giản là vì SGD sở hữu trong lực lượng hai cá nhân vô cùng xuất chúng. Optimus với dòng máu thủ lĩnh trẻ trong người và siêu xạ thủ Slayer, người được số mệnh định đoạt sẽ san bằng cả VCS trong tương lai. Hành trình nghiêm túc tìm kiếm vinh quang của SGD bắt đầu bằng trận shutdown Phượng Hoàng FFQ. Khi đó, những học trò cũ của thời Ba Gà đang có chuỗi thắng rất thăng hoa và trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Dù vậy, không may cho họ khi đụng độ ngay phải SGD ở trạng thái hủy diệt. Từ sau trận thắng quan trọng này, SGD thi đấu tương đối thành công, cán đích ở vị trí thứ hai vòng bảng và chỉ chịu thất bại trước hai Dream Team VCS là Phong Vũ Buffalo Quá Bá Đạo và Bạch Hổ Evos. Chung quy, SGD mùa giải xuân 2019 có lực lượng rất sáng giá gồm hai xạ thủ thuộc hàng đầu VCS, một cá nhân kiệt xuất ở vai trò đầu tàu, nhưng họ lại không thể sở hữu một đường trên chất lượng đúng nghĩa. Sự mất tích của tuyển thủ top lane Sun Seal vì lý do bệnh tật khiến SGD phải cho Artemis lên chơi đường trên, đồng nghĩa với chấp luôn một người vì anh chàng trẻ tuổi này sinh ra để chơi xạ thủ chứ không phải những vị tướng bị thịt hợp meta đường trên. Thoát mất một lane, SGD chỉ có thể tiến xa đến top 3 và bị đánh bại bởi những đội tuyển có vị trí đường trên cực kỳ vững chắc, lần lượt là Ma Vương và Đại Đế. Mùa giải VCS đầu tiên của SGD khép lại với biết bao nhiêu tiếc nuối nhưng tương đối thành công. Đồng thời, SGD cũng để lại cho Liên minh huyền thoại Việt Nam thời kỳ đó rất nhiều dấu ấn và hương vị đáng nhớ, từ trận đại chiến Valentine huyền thoại cho đến cú co team của giáo sư Cường đã đi vào lịch sử. Bước vào mùa giải VCS hè 2019, SGD chính thức bay màu khỏi bản đồ Liên minh huyền thoại, thay vào đó là Team Flash, một tổ chức eSports nổi tiếng từ Singapore đã mua lại SGD. Thay tên đổi họ nhưng không đổi quân, lực lượng của Team Flash vẫn bao gồm những con người cũ của SGD, thậm chí còn mạnh mẽ hơn với sự bổ sung cậu bé rừng xanh Jijin. Tuyển thủ được dự đoán sẽ phát triển vượt bậc khi được bộ não Optimus hướng dẫn. Gia cố lực lượng, được sự hậu thuẫn từ tập đoàn chủ quản mới cùng các nhà tài trợ, Team Flash lên như diều gặp gió. Đội tuyển áo đen cam không phải hoàn hảo, nhưng luôn thắng lợi ở những trận đấu then chốt, đặc biệt là chiến tích hạ bệ đế chế Gam vừa mới có lại sự phục vụ của Ma Vương Zeros. Một người đi rừng đa năng với lối chơi kiểm soát cực kỳ hợp với đội hình, một bộ não chiến thuật và lãnh đạo thiên tài, cộng thêm vào đó là Slayer thời đỉnh cao phong độ, đang chứng minh danh hiệu siêu xạ thủ rất xứng đáng với anh. Hy vọng giành lấy một vé tham dự chung kết thế giới của Team Flash càng thêm tràn trề khi đại đế Stark nối bước người đàn em Jijin gia nhập Team Flash, kéo theo đó là thầy Liêu Sẹt, người dẫn dắt con tàu Adonis chinh phạt ngôi á quân VCS năm nào, chứ không phải Kit Dẹt. Sở hữu một Dream Team gần như hoàn hảo, gồm những tên tuổi xuất chúng của Liên minh huyền thoại khi đó, Stark, Jijin, Slayer, CBL và Optimus, trở ngại duy nhất của Flash có lẽ chỉ là Gam, một Dream Team khác đang có phong độ hủy diệt. Đúng như dự đoán, hai gã khổng lồ quét sạch mọi trở ngại trên đường và đụng độ nhau ở trận chung kết. Cuộc đối đầu tìm ra chiếc vé đầu tiên đại diện Việt Nam tới chung kết thế giới. Với phong độ đang không tốt bằng đối thủ, Team Flash dễ dàng bị hủy diệt không thương tiếc bởi sự xuất sắc của thần dương Levi và đàn em. Tuy vậy, vẫn còn một cơ hội nữa cho Team Flash ở trận chung kết nhánh thua, nên họ sẽ gặp gỡ Loki Esports, lại một Dream Team khác nhưng có phần dễ thở và ngang sức hơn với Flash. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết, hai trận BO5 trong 48 giờ đồng hồ có lẽ hơi quá sức chịu đựng đối với Team Flash. Những gì họ làm được trong trận đấu cuối cùng với Loki hôm đó chỉ là một ván thắng mở tỷ số, còn lại là hàng loạt tình huống thi đấu lẫn quyết định khó hiểu. Không chỉ fan hâm mộ mà đến cả khán giả trung lập, những bình luận viên cũng không lý giải được một đội tuyển được đánh giá là có dấu ấn chiến thuật đậm nét nhất VCS với đội hình toàn siêu sao top đầu lại có thể chơi rời rạc đến vậy. Thất bại bạc nhược khiến Team Flash lỡ mất cơ hội bơi ra biển lớn chung kết thế giới và nhìn tấm vé rơi thẳng vào tay đối thủ chuyển kiếp Loki. Nối sau sự thất vọng là một kỳ chuyển nhượng được dự đoán cực kỳ rông bão đối với Team Flash. Khởi đầu bằng sự ra đi của người thủ lĩnh tối cao Optimus,
Sau tất cả những công sức và tâm huyết anh bỏ ra cho SGD, dù Team Flash cuối cùng kết quả vẫn không như ý muốn của giáo sư 10 tỷ. Flash đã chẳng thể vô địch, cũng không hoàn thành được giấc mơ đến chung kết thế giới một lần nữa của Optimus, và anh đã lựa chọn ra đi, gần như kết thúc sự nghiệp quá lễ lừng. Chia tay người thủ lĩnh, người anh, người thầy thân yêu, Team Flash buộc phải có những thay đổi nhân sự nếu còn muốn trụ lại với cuộc đua vô địch ở mùa giải năm 2020. Yoshino, tuyển thủ đường trên sáng giá nhất VCS, nhanh chóng được Flash chiêu mộ về sau khi anh bật bãi khỏi gam. Ở đường giữa, gương mặt quen thuộc với top 1 thách đấu Việt Nam Kati sẽ là người thay thế cho Optimus. Tổng thể, Team Flash 2020 là một đội hình có rất nhiều hoài nghi, thậm chí bí ẩn hơn cả chính họ một năm trước. Flash có thêm Weebu chúa Yoshino, một top laner hàng đầu, nhưng ngược lại họ mất đi một thủ lĩnh ở đường giữa. Không ai tin tưởng rằng Kati sẽ ngay lập tức khỏa lớp khoảng trống Optimus để lại cả, một chiếc áo quá rộng so với ngài phê. Tập hợp Team Flash khi này chỉ gồm toàn những tuyển thủ trẻ tuổi. Ai là người sẽ dẫn dắt họ khi mà thầy Liêu không thể ngồi vào bàn phím, phải đợi khi mùa giải bắt đầu mới phân định được. Kịch bản cũng y hệt như mùa giải đầu tiên SGD xuất hiện ở VCS. Team Flash lại thua ở trận đấu mở màn, lần này là trước Bạch Hổ EVOS. Đó là một thất bại không quá khó hiểu khi phía bên kia, đoàn quân EVOS trẻ trung với họng pháo chủ lực Diffkid đã có một đêm quá thăng hoa. Ngược lại, Team Flash vẫn chơi rất tốt và sáng sủa ở trận đấu này. Chỉ có điều, người ta bắt đầu hoài nghi về khả năng cạnh tranh ngôi vua của Team Flash. Gần như ngay lập tức, Team Flash đáp trả lại đầy rõng rạc những ý kiến nghi ngờ sức mạnh thực sự của họ. Đội tuyển áo đen cam là những người đầu tiên ở mùa giải năm đó hạ bệ đội hình toàn sao của GAM một cách đầy thuyết phục. Thắng lợi quan trọng này giúp Slader và đồng đội nhanh chóng trở lại với cuộc đua vô địch. Nhưng chặng đường chinh phục đỉnh cao của Team Flash không hề đơn giản. Có lẽ không ai nghĩ rằng Team Flash thời điểm đó sẽ có một cơ hội nào để đoạt lấy danh hiệu vô địch về tay mình, dù họ xếp hạng nhì vòng bảng và xuất sắc hạ gục EVOS để tiến vào trận chung kết. Đơn giản là vì Team Flash tuy mạnh nhưng họ vẫn có những điểm bất ổn. Những trận thua sấp mặt trước Secret cho thấy Flash thường xuyên gặp rắc rối trước lối chơi tấn công vũ bão. Trong nội bộ Team Flash, Weebu chúa Yoshino đang bị chấn thương đường thở. Mục đại đế Stark già nua bất đắc dĩ phải quay trở lại đánh chính, chắc chắn sẽ làm cho đội bị phế đi đôi chút. Trong khi đó, đối thủ của họ trong trận chung kết GAM là một đội hình gồm những con quái vật không điểm yếu. Rất ít niềm tin nào đặt vào Team Flash, có lẽ chỉ có Lê Khôi, vị thần mỏ neo. Sống phải có niềm tin. Cuối cùng, Team Flash bằng một cách kỳ diệu nào đó đã hạ bệ GAM hùng mạnh để lần đầu tiên lên ngôi vô địch Việt Nam. Sự xuất sắc của thầy Liêu trên bàn cấm chọn cùng phong độ xuất thần đáng kinh ngạc đến từ mọi thành viên Team Flash đã trực tiếp mang về thắng lợi tưởng chừng như không có thật. Sau cùng thì ngài Fekati cũng chứng minh cho dư luận thấy rằng ngài hoàn toàn xứng đáng với vị trí Optimus bỏ lại. Còn Slader, xạ thủ số 1 còn là ai khác ngoài anh, với một màn trình diễn quá khủng khiếp. Trong một ngày, tất cả tuyển thủ Team Flash đã chơi một trận BO5 có lẽ là hay nhất sự nghiệp. Lịch sử đã được viết nên và nó khắc màu cam đen của nhà vô địch. Sau đó, Team Flash bất ngờ lỡ hẹn với MSI 2020 vì giải đấu bị hủy bỏ do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đó là chương 1 của tấn bi kịch đang chờ đợi Team Flash. Bước vào giải VCS mùa hè, Team Flash với vị thế đương kim vô địch chắc chắn là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vương, nhất là khi hỗ trợ hai nhất Việt Nam Palette còn vừa đầu quân cho màu áo đen cam. Nhưng lại như thường lệ, Dream Team của Flash trèo sân bằng một tuần thi đấu trắng tay. Dù vậy, đó có lẽ là vết xước duy nhất mà nhà vua của Liên minh huyền thoại Việt Nam 2020 không may dính phải. Phần còn lại là cú thành tích hoàn tất hai lần vô địch VCS liên tiếp trong một mùa giải quá đỗi thuyết phục. Hai lần hạ gục GAM với cùng tỷ số 3-2 sít sao ở vòng playoff đã minh chứng cho sức mạnh tuyệt đối không thể ngăn cản của Team Flash khi đó. Đến chương 2 của tấn bi kịch, Team Flash một lần nữa không thể tham dự mùa giải quốc tế dù đã là đội mạnh nhất Việt Nam. Lại vì lý do ảnh hưởng của dịch bệnh, những quy định khắt khe của quốc gia về việc xuất nhập cảnh đã khiến Team Flash đành phải ngồi nhà theo dõi giải đấu danh giá nhất mà lẽ ra họ đã ở đó để chinh chiến. Hai lần liên tục xui xẻo vô địch nhưng lại không được cọ sát ở đấu trường quốc tế đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của những tuyển thủ Team Flash, và cuối cùng đã có những cái tên rời đi, báo hiệu một tương lai đầy u ám đang chờ đợi. Lần lượt các trụ cột như Jijin, rồi Eagle, rồi nghe Faye tuyên bố chia tay đội. Càng bất ngờ và khó hiểu hơn khi Slader, người đang dần trở thành biểu tượng Team Flash, cũng dứt áo ra đi sau nhiều mùa giải gắn bó. Kỷ nguyên thành công rực rỡ của Team Flash hùng mạnh có lẽ đến đây là chấm dứt. Sang năm 2021, thời kỳ vàng son mà Team Flash là kẻ thống trị tối cao đã qua đi. Giờ màu áo đen cam đã như một cái bóng của chính họ trong quá khứ mà thôi. Sau cùng thì Flash cũng chỉ là một phép bổ trợ. Chỉ tội thầy Liêu Nam Lộc, chiếc máy sấy hết điện. Đó cũng là kết thúc của video lần này rồi. Nếu thấy video hay và bổ ích thì đừng quên cho tụi mình một like, một subscribe nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.